Các bạn vừa nghe một đoạn nhạc được phát ra từ chiếc loa này. Như các bạn thấy thì đây cũng là một chiếc đèn. Chiếc loa này có một cái công suất là 3W, khá là vừa đủ để chúng ta sử dụng. Chiếc loa này được chia ra làm hai phần rõ rệt ha. Thì ở phần trên này là nơi hiển thị đèn, và ở dưới này có một cái cụm phím để điều chỉnh. Có phím mod, đây là dùng để chuyển chế độ. Các bạn có thể nghe qua Bluetooth hoặc là qua khe cắm thẻ nhớ. Ở đây có thêm là phím chuyển bài hoặc là điều chỉnh volume. Ở đây thì là nút play nhạc hoặc là nhận cuộc gọi. Và phía bên này là phím bật tắt đèn. Ở đây được trang bị thêm một cái mic dùng để đàm thoại. Phím nguồn thì được đặt tách biệt so với những cái phím kia ha. Còn phía bên này nữa có, chúng ta thấy có là khe cắm thẻ nhớ, cổng plug-in 3,5 ly và cổng sạc micro USB. Ở cái phần đèn này, ngoài cái phím cứng để điều chỉnh bật tắt ở đây thì chúng ta còn có thể điều chỉnh thêm là cảm ứng. Đây các bạn thấy ha, mình chạm nó sẽ chuyển, chuyển màu. Mình có thể chọn cái màu sắc mình thích. Ngoài ra thì có một cái chế độ đèn nhấp nháy theo nền nhạc rất là hay. Rồi ngoài ra thì ở phía dưới này có được làm thêm một cái móc, các bạn có thể dùng để làm đèn ngủ, cũng khá là dễ thương. Hiện tại thì chiếc loa này đang được bán tại Hoanghamobile với một mức giá rất là hợp lý. Các bạn có thể để lại thông tin bên dưới video, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để tư vấn thêm cho các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.